Xin chào mọi người, giới thiệu với mọi người mẫu bình phong thủy thu hút tài lộc. Mẫu chỉ tác hai cảnh trên một bình, thuận buồm xuôi gió kết hợp với công danh phú quý. Đây là một cái vật phẩm chất liệu là bình sứ, họa tiết vẽ tay và đã được mạ thêm vàng 24K nhé. Trên một bình này sẽ được chỉ tác hai cảnh, một cảnh là chim cảnh chim công, một cảnh là hình ảnh con thuyền buồm. Cao là 40, chiều cao là 40 và đường kính bụng là 36. Chất sứ này là sứ trắng xuyên sáng nhé, chúng ta nhìn này, sứ trắng xuyên sáng. Độ dày của bình là 0,5 cm, độ dày của bình là 0,5. Giới thiệu qua với mọi người về cách thức để sản xuất nên cái bình, cái chất liệu là sứ trắng này, thì đầu tiên nguyên liệu sẽ phải làm để làm nguyên liệu là đất sét trắng xương trong. Sau khi mà đã đổ rót ra một cái phôi bình với hình dáng như thế này, vẽ họa tiết lên bên trên, phủ một lớp men bóng và nung ở nhiệt độ 1300 độ C trong nhiều giờ đồng hồ thì sẽ cho ra một chiếc bình sứ với màu sắc họa tiết là xanh đỏ vàng. Và tiếp theo đó là vẽ tay một lần nữa nhé. Vẽ cái vàng nước lên bên trên, nung lại nhiệt độ 800 độ C thì cái vàng nó sẽ bám ở trên chiếc bình rất là chắc. Và có một lưu ý dành cho mọi người là đối với những sản phẩm mạ vàng, cái vàng này là mạ ở bên ngoài men. Chúng ta không dùng những vật sắc nhọn thô ráp, chúng ta mài ma sát trực tiếp lên vàng, vàng có thể sẽ bị xước. Và tất cả những cái sản phẩm mạ vàng cả trong nước hay ngoài nước đều như vậy hết mọi người nhé. Bình rất là nặng này, bình này còn nặng tầm hơn 20 cân một chút, nặng này. Tất cả những sản phẩm này chúng tôi đều giao tận nơi toàn quốc, nhận hàng kiểm tra từng mẫu nguyên vẹn không sức mẻ thì mọi người mới nhận hàng. Ngoài ra chúng tôi còn nhận thiết kế chế tác bình phong thủy theo yêu cầu, ví dụ như mọi người có mẫu họa tiết có thể liên hệ để chúng tôi chế tác tạo thành một tác phẩm với cái mong muốn của mọi người. Đây, cái ý nghĩa của họa tiết thuận buồm xuôi gió và hình ảnh công danh phú quý này là gì? Công danh phú quý là hình ảnh chế tác hình ảnh một cặp chim công kết hợp với hình ảnh thường là sẽ là hoa đào và hoa phù dung. Chim công là biểu tượng cho quyền lực địa vị trong xã hội, chim công là biểu tượng cho sự phú quý thăng quan tiến chức hạnh phúc cho một gia đình. Một cặp chim công thể hiện cho tình cảm vợ chồng bền chặt sắt son, gia đình hạnh phúc. Hoa phù dung là biểu tượng sự phú quý, hoa đào là biểu tượng cho may mắn tài lộc. Hình ảnh một con thuyền đang ra khơi thuận lợi, ở đây là thuận lợi về cái hướng gió nha mọi người nhé. Một con thuyền đang ra khơi như từ thời xa xưa ấy, thuyền người ta sẽ sử dụng chính là bằng cái sức gió hoặc là sức người, thì ở đây một con thuyền rất là căng buồm gió đang lướt ra khơi, ở bên dưới là sóng nước rất là to nhé. Đây là biểu tượng hình ảnh con thuyền đang ra khơi rất là nhanh, là thể hiện cái sự thuận lợi cũng như là trong công việc và trong cuộc sống của chúng ta mong muốn là mọi việc đều được suôn sẻ thuận lợi và đạt đến thành công nhanh nhất tốt nhất. Nếu như mọi người quan tâm đến sản phẩm, mọi người vui lòng chụp ảnh lại mẫu sản phẩm này gửi qua Zalo số điện thoại đang được gắn ở bên trên video để chúng tôi biết chính xác mọi người đang quan tâm đến mẫu nào. Bởi vì cùng là một cái tên thôi nhưng mà có rất nhiều kiểu chế tác họa tiết khác nhau. Nếu như mọi người mà chỉ nói cái tích cảnh này ra thì thực sự là không biết chính xác là mọi người đang quan tâm đến cái mẫu nào. Và giá của tác phẩm này là 7 triệu 500 nghìn đồng một tác phẩm nhé. Cái giá này có thể sẽ thay đổi theo thời gian. Thế nên là để chuẩn nhất mọi người đang quan tâm đến mẫu nào thì mọi người vui lòng chụp ảnh lại mẫu sản phẩm đó gửi qua Zalo số điện thoại đang được gắn ở bên trên video. Mình quảng cáo ở trên mạng thì rất nhiều bình rồi, rất nhiều bình với mẫu mã hình dáng kích thước khác nhau. Và chính vì vậy nếu như mọi người chỉ mô tả thì thực sự là không thể biết chính xác được mọi người đang quan tâm đến mẫu nào. Giờ thì mình xin phép được quay cận vào tác phẩm, chúng ta có cái nhìn rõ nhất. Mọi người có thể truy cập vào kênh để xem thêm nhiều những cái sản phẩm mình cũng làm video chi tiết nhé. Hiện tại thì mình đang quay cận vào tác phẩm này, chúng ta nhìn rõ nhất chân này, kẻ viền vàng rất là đậm nhé. Đây là mặt chim công, một cặp chim công, một chim trống, một chim mái. Chim trống thì lúc nào cái đuôi cũng xòe rộng, chim mái thì sẽ e ấp ở bên cạnh, chim mái cái đuôi nó sẽ không được đẹp. Chính vì vậy là sẽ được chế tác thường thì ở cái thế ngồi, ở thế nằm hoặc là cái thế mà giấu cái đuôi đi. Chim trống và chim mái, hoa này, bên hông, đây là bên hông. Chúng ta nhìn nhá, vàng tất cả đều được vẽ vàng đậm hết nhé, vàng đậm cánh hoa hết. Hình ảnh một con thuyền này, hình ảnh một con thuyền đang ra khơi, hình ảnh hoa này, riêng về cái bình mạ vàng này, nhiều người thắc mắc là tại sao nó lại có nhiều mức giá như vậy. Thì cái này nó liên quan đến họa tiết và cái lượng vàng vẽ ở trên tác phẩm. Nếu như mà vàng vẽ đường viền nhỏ, không nhiều vàng thì cái giá trị sản phẩm nó cũng sẽ giảm đi rất là nhiều so với những cái tác phẩm mà vẽ
vàng dày nhé. Vẽ vàng dày thì bình nó sẽ sáng bóng nổi bật hơn, và chúng ta vẽ vàng mỏng. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh. Mọi người có thể xem video trực tiếp. Mình làm rất nhiều những cái video chi tiết về những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng và liên tục cập nhật lên trên kênh rất nhiều những cái sản phẩm mới nhất. Mọi người có thể lên trên kênh tham khảo. Hiện giờ thì mình đang làm hai kênh. Ở kênh đầu tiên là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì có rất nhiều những cái sản phẩm thuộc cái dòng sản phẩm của Bát Tràng, như là ví dụ gồm bát, đĩa, ấm, chén, đồ thờ, bình phong thủy, chum, vại. Nói chung là tất cả những cái sản phẩm gì của Bát Tràng mình sẽ đưa lên trên kênh gốm sứ Bát Tràng. Mọi người có thể lên trên kênh đó và tham khảo. Và một kênh thứ hai nữa là kênh vật phẩm phong thủy. Thì trên kênh vật phẩm phong thủy thì mình sẽ chỉ đăng lên những cái sản phẩm như là bình phong thủy, tượng và những cái món đồ phong thủy để chúng ta trưng bày. Nếu như mọi người mà muốn xem những cái vật phẩm chuyên về phong thủy thì mọi người có thể lên trên kênh vật phẩm phong thủy. Cái đường link của hai kênh này thì mình sẽ để ở cái mục bình luận và mô tả của video. Mọi người có thể lên trên kênh, bấm vào cái đường link đó để lên trên kênh để tham khảo những cái mẫu mới nhất của Bát Tràng hiện tại. Bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay là điều kiện để chúng ta có thể đến tận nơi xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy mình làm những cái video này với mục đích là chia sẻ với mọi người hiểu hơn nữa về sản phẩm và cũng như là biết thêm những cái sản phẩm gốm sứ được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.